khoảng 5.000 đến 10.000 kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn là nhu cầu của nước ta trong một năm, song khả năng đáp ứng hiện chưa đến 1/5. Trong thời gian tới sẽ phải đào tạo 50.000 kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó chú trọng 15.000 kỹ sư thiết kế. Đây là số lượng nguồn nhân lực theo đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam cả về chất lượng và số lượng. Xin trân trọng cảm ơn ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã tham dự chương trình Tâm điểm Kinh tế của Truyền hình Nhân dân hôm nay. Thưa ông, cơ sở nào để chúng ta triển khai đề án đào tạo 50.000 nhân lực ngành bán dẫn? Về cơ sở để đào tạo được cái này thì chúng tôi cũng thấy rằng sẽ tập trung vào các cái nội dung chủ yếu. Thứ nhất là về các cái cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội để phục vụ cho cái câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực. Thứ hai là phải có một cái cơ chế đầu tư tài chính, đặc biệt là đầu tư về các cơ sở vật chất, các cái phòng thí nghiệm, các cái trung tâm đào tạo hiện đại tại các cái trường đại học, các viện nghiên cứu, cũng như là các cái trung tâm đào tạo bán dẫn dùng chung cấp quốc gia để các trường, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có thể đến dùng chung. Và trong cái trung tâm bán dẫn dùng chung này thì chúng ta cũng cần có một cái cơ chế mô hình hoạt động cụ thể cho cái trung tâm. Và thứ ba là chúng ta cũng cần có các cái cơ sở về thu hút được các cái nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cái chuyên gia quốc tế ở nước ngoài về tham gia cùng chúng ta để đào tạo nguồn nhân lực. Và thứ tư đó là làm sao để thu hút được những cái sinh viên, các học viên có chất lượng, có kỹ năng, có cơ sở về kỹ thuật, có thể là tham gia trong cái ngành công nghiệp bán dẫn của chúng ta. Vâng, thưa ông, với 50.000 nhân lực ngành bán dẫn thì chúng ta sẽ đào tạo theo tiêu chí nào thưa ông? Hiện nay đối với 50.000 kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 thì chúng ta thấy rằng cần phải đa dạng hóa cái tiêu chí, tiêu chuẩn và cũng như là hình thức đào tạo. Thứ nhất là chúng ta sẽ tập trung đào tạo một phần là cho cái hệ dài hạn kỹ sư 5 năm và thứ hai là các cái hệ đào tạo ngắn hạn. Đây là một lực lượng chủ yếu bởi vì là ngành công nghiệp bán dẫn hoàn toàn có thể đào tạo truyền tiếp hoặc là đào tạo chuyển đổi từ các cái ngành và lĩnh vực gần và các cái ngành lĩnh vực phù hợp với cái ngành công nghiệp bán dẫn. Vì vậy thì chúng ta cũng ưu tiên phần lớn trong cái 50.000 kỹ sư này chủ yếu sẽ là đào tạo từ các cái chuyên ngành có gần với cái ngành công nghiệp bán dẫn. Và thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo các cái kỹ sư sau đại học. Ví dụ như là các chuyên gia ở tại các trường đại học, các giảng viên, các trường đại học và doanh nghiệp. Vâng, thưa ông, đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn nói riêng cũng như là giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu như thế nào? Hiện nay thì đối với 50.000 kỹ sư ngành công nghiệp bán dẫn thì chúng ta có chia ra hai thành phần chủ yếu. Thứ nhất là đối với mảng thiết kế vi mạch và thứ hai là kỹ sư tham gia trong các cái công đoạn như là đóng gói, kiểm thử, sản xuất và các cái công nghệ bán dẫn khác. Thì cái việc này khi chúng ta có cái nguồn nhân lực chất lượng cao này thì hoàn toàn Việt Nam đủ cơ sở để tham gia sâu vào cái quá trình thiết kế chip và làm chủ công nghệ một số công nghệ thiết kế chip cũng như là cái quá trình sản xuất, quá trình kiểm thử và đóng gói. Thì với cái nguồn nhân lực đó thì chúng ta không chỉ đáp ứng cho cái ngành công nghiệp bán dẫn ở trong nước mà hoàn toàn chúng ta có thể xuất khẩu nguồn nhân lực chất lượng cao để làm việc tại các quốc gia trên thế giới. Thì qua đó giúp cho Việt Nam có thể làm chủ những cái công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ lõi của ngành công nghiệp bán dẫn thì là cơ sở quan trọng để Việt Nam có thể nhận chuyển giao các cái công nghệ mới của cái ngành công nghệ bán dẫn và để phát triển các cái doanh nghiệp của Việt Nam có hàm lượng giá trị gia tăng cao và có thể tham gia vào trong cái chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp này. Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Rồi, xin cảm ơn.